Bỏ túi các bí kíp sửa ống nước tại vô cùng hiệu quả dành cho các cánh mày râu đích thực. Cách đầu tiên rất đơn giản, dùng máy khoan vặn chỗ bị lủng, trừ khử khúc đinh thừa trên ống. Sau đó tạo ra khuôn hơi nóng vừa vặn với ống và ép nhỏ lại một khúc, để gắn ống nhựa lên trên. Một pha xử lý khá cồng kềnh nhưng hiệu hữu ích phết. Xong xuôi, cố định chúng lại bằng cổ dây siết ống sao cho chắc chắn nhất. Vậy là mọi vấn đề đã được giải quyết một nốt nhạc. Rất thú vị đúng không? Khi ống vặn nước bị rớt ra và không có cách nào chặn nước lại được. Tại sao không? Để mị nói cho mà nghe. Xiên van bơm xe đạp vào bóng bóng sợi. Tất nhiên phải buộc chúng lại bằng sợi thép cẩn thận nhé. Đừng thắc mắc, mình chưa giải thích đâu, hãy xem tiếp này nha. Giờ bơm lên cho bong bóng đã phì ra như dạ dày. Tiến hành đút vào trong ống chặn nước thôi hà. Bạn thấy lợi hại chưa? Vấn đề nan giải đã xử gọn, hiện tại chỉ cần vặn van nước nữa là ok con dê. Hơ nóng cho ống nước nhỏ bằng van. Dễ như ăn kẹo, các đầu ống đã được kết, màu ống đã được kết nối. Đừng vui quá hóa quên việc chọt bong bóng để nguồn nước được lưu thông ra bên ngoài nha. Thả tim cho sáng kiến rất hợp lý. Ồ nồ, mới sửa được có mấy ngày mà ống nước lại giờ chính bị test ra mất rồi. Lại dùng phương pháp cũ bàn nãy cho nó nhanh. Bác nào chưa kịp xem mình làm lại lần nữa ngó cho kỹ. Với cách này mình đã sửa cho mấy chục em hàng xóm rồi. Đêm nào cũng đi lắp ống cho các chị mệt mỏi lắm các bác ạ. Nói vui vậy thôi chứ ai nghĩ sao thì nghĩ. Mình là thợ sửa điện nước chính hiệu nha. Nước chảy đã bị bong bóng chèn lại. Giờ tìm hai mảnh cuộc đời gắn kết ép chúng vừa đôi cùng nhau là mình xong việc rồi đó. Mới có thêm thiết bị làm nóng ống nước khác, dùng nén ống tiện hơn hẳn. Chọt phát cho ra nước. Cứ vào tay mình ống gì cũng xử được hết nha. Mấy anh chắc xem thích lắm. Thử vài phát cho các bác xem, chứ không lại nói mình điêu là tức ạ. Tới đây mình còn cách này đơn giản nhất trình cho mọi người tham khảo. Nãy màu mè lấy bong bóng làm, giờ đóng hẳn cục gỗ vào chặn nước trào cho nhanh. Máy làm nóng thứ ba mình mới mua, làm nghề phải có máy móc mới tối ưu. Cuối cùng khoan nát gỗ cho nước đẩy ra. Quá easy. Tức thiệt, ống xây kiểu gì mà sát sạt, giờ làm sao mà bỏ được cút nối vào đây ta. Việc gì mà phải xoắn. Con người hơn nhau ở cái mẹo mà thôi. Cắt đôi ống kia quét một lớp keo xung quanh hai đầu miệng ống. Rồi lồng ống vừa cắt thêm một khúc vừa bằng với kích thước với khúc trong tường. Vừa để ép nhỏ vừa để phù hợp với tỷ lệ của ống nối đang cần nha. Nhân lúc keo chưa kịp khô nhanh tay đóng chúng vào bên trong, chờ lại một khúc mới lồng vào. Cực kỳ đơn giản, chả cần kỹ thuật hay kinh nghiệm trong nghề gì cả. Anh em cứ ghi nhớ những cách này, sau đi đâu cũng có cái gọi là tài lẻ, thể hiện bản lĩnh nam nhi chứ. Làm nghề sửa điện nước mà khi nào cũng đi shopping như hội chị em vậy đó. Mà đây là mua những công cụ để hành nghề nha. Thấy cây côn nhị khúc siêu bén mới không? Cắt bỏ ống hư, đóng ống chữ T vào. Chỉnh sửa cho chúng ăn khớp là được, không có việc gì khó. Khi trong tay sở hữu anh bạn lợi hại này, hôm nay đi làm đường ống cho gia chủ. Bắt đường ống theo kiểu đi trên trần khá phức tạp. Phải cắt đều ống trước đã, rồi khoan lên tường mấy móc giữ chặt đường ống. Thử gắn trước 3 dãy rồi bắt ống đỏ lên tường xem ổn không rồi tính tiếp. Làm việc gì cũng vậy, phải cẩn trọng đặt lên hàng đầu mới tạo chất lượng cho công việc được. Đấy thấy chưa, 3 là không đủ, cần thêm 5 cái nữa mới chịu được sức nặng của các ống gộp lại. Mà thấy đi làm mặc đồ cũng bảnh quá ha, vừa đeo tai nghe nhạc vừa làm cho nó thong thả. Anh nhanh nhẹn luôn hết ống này qua ống khác qua lỗ khoan trước trên sàn nhà. Ngày làm có 300.000 mà suốt ngày ngước lên trần muốn gãy cái cổ. Tay cũng mỏi như ấy chứ. Gắn thêm 2 cái ống nữa là hết chốt rồi. Phải lấy thêm mấy cái nữa vặn vào vị trí trước đó. Khoan cố định lại lần nữa để hoàn thành những ống còn lại cho nhanh, chứ sắp phế tay rồi đó. May có mấy đệ ở dưới truyền ống lên chứ leo lên xuống chắc bể luôn cái đầu. Nhìn kỹ thấy mấy treo móc anh gắn trên tường để bỏ ống vào, giống mấy móc treo rèm nhà nhỉ. Mấy cái móc đơn giản thế thôi, nhưng rất chắc chắn giữ được cả đời người cũng không bị rớt. Trừ khi ống bị hư hay gãy gì mới tháo ra. Mua một lần xài trọn kiếp thế thì hơi quá chứ lị. Sau khi răng thiên la địa võng ống trên mọi mặt trận, cũng sắp hoàn thành xong phần công việc trong ngày bắt ống nước rồi. Hy vọng đã mang lại những mẹo vặt để vận dụng trong cuộc sống của mình. Cảm ơn các bạn đã xem và ủng hộ video.